Sao? Chị con đã nói những gì vậy? Chị con biết chắc chắn ba đang ở Hàn Quốc rồi. Sao? Nè, ba định làm gì? Tao phải mau rời khỏi đây. Chị của con còn đáng sợ hơn là cái bọn cho vay nặng lãi nữa. Trời ơi, ba nghĩ ba có thể đi đâu được chứ? Tránh đường cho ta đi đi. Đợi chút, ba phải ăn trước. Ăn chút gì đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Nhìn ba đói meo đói móp rồi. Tàu y tế đến với bà con rồi đây. Ở đây có rất nhiều loại thuốc xịn cùng với những con người giàu lòng nhân ái. Anh à, anh đang thu hoạch mì đen hay sao hả? Thôi, chị đang phơi khô tỏi hả? Ôi trời ơi, đang phơi mấy tấm lưới sao? Dạo này khỏe không? Xin chào bà con. Ôi trời ơi, bà đang đi đâu vậy? Cậu không thấy tôi đang ra đồng hay sao? Tôi thấy mà. Bà ơi, bà uống thuốc có đều không? Đáng trí quá à, suốt ngày cứ quên hoài. Hôm nay tôi lại quên uống thuốc nữa rồi. Ôi trời, tôi đã dặn là đừng có quên rồi mà. Tôi biết nhìn rồi. Bà đâu, cứng cắp quá hả? Tàu y tế đến với bà con rồi đây. Nhớ đó, phải ngày nào chúng tôi cũng tới đây đâu. Mau chóng ra ngoài, nhanh chân đến tàu y tế để gặp các bác sĩ điều trị mà lấy thuốc cho mình đi nào. Ông có trong đó không? Ông Bắc ơi, chúng tôi đến từ tàu y tế đi. Không có nhà sao? Hình như là ông ấy ra ngoài rồi thì phải. Tôi nghĩ là không có ai đó ở trong nhà đâu. Từ khi bị tai biến, ông ấy hiếm khi ra khỏi nhà lắm. Ôi trời ơi, cô làm gì vậy? Ôi trời ơi, làm hết hồn. Giật cái mình gì vậy? Thiệt à? Ô, đi đâu vậy chứ? Ông Bắc ơi. Ôi trời ơi. Ông làm sao vậy? Sao chứ? Không sao chứ? Ôi trời, mau lên, mau lên. Nhìn ông ấy vậy. Mau lên. Ráng lên. Bác sĩ xong mà. Tới tôi khám chưa vậy? Gì vậy? Nhìn lên. Bác sĩ xong bước chơi à? Mau cứu người đi. Đến đây cho lên đi. Mau lên. Ôi trời. Phải đó, là ông ấy. Chính là ông ấy. Ông ấy là quản gia của cậu đó. Nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bên trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh lên. Ôi, phần bụng phía dưới con ấy có vẻ đau đớn lắm. Nhanh lên. Sao không gọi cho con? Gần đây mẹ con không khỏe nên không tới thăm ông được. Con đã dặn là có chuyện gì nhớ gọi cho con mà. Đây. Sao lại như vậy chứ? Đặt ông ấy, đặt nằm xuống đây. Để đầu ông ấy hướng đây. Đây. Tội nghiệp quản lý Chu quá, lúc nào cũng cõng bệnh nhân trên cái lưng đau rồi. Quá. Đo nhiệt độ và thử máu. Được. Tiếng tim của ông rất tệ. Có khi nào bị tràn khí màng phổi không? Nhiệt độ sao? Cao đến 38.5 độ C. Tôi chuẩn bị nắng phần bụng. Được. Ông Bắc à, tôi sẽ kéo quần ông xuống một chút. Giúp tôi đi y tá dùng. Dạ. Đừng có cố hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm mà. Để tôi xem. Là thoát dị bẹn. Cái thủ công không xài được. Tôi cần phải siêu âm để kiểm tra cho kỹ. Nhưng mà dựa trên cơn sốt của ông ấy cho thấy thoát dị bẹn tắc nghẽn, không thể cung cấp máu đến các cơ quan nên gây ra hoại tử. Phẫu thuật liệu sẽ có tác dụng chứ? Phải kiểm tra rồi mới biết được chứ. Chuẩn bị siêu âm đi. Được. Dạ. Đúng là thoát dị bẹn tắc nghẽn. Đây là kết quả xét nghiệm máu. Mạch của ông ấy đang đập rất là nhanh. Chúng ta phải phẫu thuật ngay lập tức. Sao chỉ số đông máu của ông ấy không phẫu thuật được à? Đúng vậy. Tôi nói là chúng ta có thể đó. Quay nó có kìa. Nhưng tôi đã ngăn cản. Bác sĩ ngoại khoa nói được rồi mà. Đó không phải là phẫu thuật cấy ghép, chỉ là thoát dị bẹn mà thôi. Với khả năng của cô ấy, chuyện này dễ như trở bàn tay mà. Cô ấy phải mổ ông ấy ra. Không có ca phẫu thuật nào dễ hết. Hơn nữa bệnh nhân này không thể gây mê. Như cậu đã biết, ông ấy bị khí phổi thủng khá nặng, sẽ không thể sống sót khi gây mê hoàn toàn đâu. Gây mê từ hông trở xuống thôi. Đâu phải chúng ta chưa từng làm chứ, chúng ta làm rất nhiều lần. Không thể. Cậu biết lý do mà đúng vậy không? Vì thuốc chống đông máu. Ông tôi từng phẫu thuật nhồi máu não, chắc là vẫn còn tiếp tục sử dụng. Không thể ngăn xuất huyết. Nếu như xuất huyết thần kinh cột sống gây hiện tượng tụ máu,
có thể sẽ dẫn đến biến chứng thần kinh. Và ông cũng có nguy cơ nhiễm trùng cao do nhiễm trùng huyết. Ngay cả trước khi phẫu thuật gây mê có thể giết chết ông ấy. Sao một bác sĩ có thể nói như vậy? Cô trả lời tôi đi chứ, bây giờ phải làm sao? Dùng lidocaine làm thuốc gây tê cục bộ. Sao hả? Điều đó là bất khả thi. Nếu như chúng ta không làm gì, ông ấy sẽ chết vì nhiễm trùng huyết. Nếu chúng ta gây tê cục bộ thì sẽ hết sức nguy hiểm đó. Cô nghĩ bệnh nhân có thể chịu đựng được cơn đau hay sao chứ? Nếu ông ấy còn tỉnh, ông ấy sẽ căng cơ bụng mình ra. Lúc đó cô làm gì được chứ? Tôi gây mê bằng propofol trong vòng 1 giờ. Bác sĩ à, tôi sẽ đến khu vực thoát vị và cắt bỏ những thứ cần thiết. Nghe lời tôi đi được không? Đã có tương tự trong ghi chép của bác sĩ Quách Sung. Tôi đã nghiên cứu rất cẩn thận đủ để thực hiện. Đó là trong vùng chiến sự không đủ điều kiện. Chính vì ở đó họ không có gì cho nên họ phải. Có khác gì lúc này? Tất cả dụng cụ và thuốc của chúng ta đều hoàn toàn vô dụng. Khoan đã, tôi muốn hỏi rõ một chút. Vấn đề ở đây chỉ là gây tê thôi, đúng chứ? Nếu vậy thì tôi hoàn toàn có thể giúp. Bằng cách nào? Tôi biết là Tây Y sẽ không dễ dàng tin và chấp nhận. Nhưng mà chăm tê là chuyên môn của tôi. Trong suốt quá trình thực tập của mình, tôi luôn tập trung vào chuyên môn này. Tôi hoàn toàn có thể giúp được thật mà. Chị Gương à, tôi hiểu cảm giác của cậu. Hãy coi đi, nếu chỉ chăm tê thôi thì việc phẫu thuật là bất khả thi. Nhưng mà nếu ứng dụng chăm tê cục bộ trước, rồi sau đó kết hợp chăm tê cùng với thuốc an thần, thì mặc dù không gây tê hoàn toàn, nhưng mà cũng có hiệu quả tương tự đó. Chị Gương à, tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà có điều lạ. Để tôi nói thẳng luôn vậy, cho dù nó không có hiệu quả đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải thử một lần chứ. Tin tôi một lần có được hay không? Nó sẽ không để lại dấu vết trên cột sống, hoàn toàn không gây hại cho bệnh nhân đâu. Tôi biết bằng mọi giá cô cũng sẽ làm. Trên hết mọi chuyện, bác sĩ không bao giờ chấp nhận đánh mất bệnh nhân của mình như vậy. Chính tôi cũng không muốn mất đi bệnh nhân này. Bởi vì đối với tôi, ông ấy còn quan trọng hơn cả ba của tôi nữa. Khoa ngoại, à không, nghe đây Hyun à, tôi thật ra cô nên cố thử một lần không? Nếu đó chỉ là gây tê cục bộ thì cô cũng sẽ làm phẫu thuật. Nếu cô khăng khăng quyết định làm phẫu thuật, tôi cần thêm một biện pháp an toàn hơn. Phương pháp chăm tê có thể được coi là một biện pháp an toàn sao? Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác vào thời điểm này đâu. Cần phải làm bước mức độ đau đớn để giảm thiểu rủi ro. Chính vì vậy, cho dù chúng ta chỉ có thể giảm đau thêm một chút, miễn nó nằm trong tầm tay của chúng ta thì chúng ta hãy nên thử đi. Tôi nghĩ vậy. Nó vô hại, ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Bác sĩ à, tôi đồng ý. Cô nói thật chứ? Thì chắc là phải thử thôi. Ta không làm. Bác cả, đưa tay cho tôi nào. Thả ta ra. Ta cứ như vậy mà chết đi cũng được. Sao có thể mổ bụng của ta khi mà hai con mắt ta mở thao lao ông vậy? Bác à, đừng có cứng đầu như vậy nữa. Ông cần phải phẫu thuật ngay. Tránh xa ta ra. Bụng của ta, nhìn đi, các cậu có thể giúp ta ngồi dậy không hả? Ta phải đi. Ta muốn đi tới một nơi nào đó rồi chết cũng được nữa. Chỉ cần chừng đó thôi. Tránh xa ra đi, tránh ra. Trời ơi, trời.
Rên à, đi về nhà thôi. Không thích, ông bỏ ra đi. Con phải đi, con sẽ đi tới một nơi để có thể tự tử. Thôi mà, một cậu nhóc như con không nên nói mấy chuyện khủng khiếp như vậy đâu. Thôi, để ta sửa xe đạp cho con đi chơi nha. Không cần, con không cần. Con ghét ba với mẹ lắm. Con sẽ tự tử cho họ vừa lòng. Chị Gơn à, con vẫn còn nhỏ, đừng có nói ra những lời khủng khiếp đến như vậy. Con hiểu không con? Ông lại tức giận nữa rồi chứ gì? Sao ông vẫn như lúc con còn nhỏ vậy? Bắt chước con làm cái gì chứ? Ông đang sợ à? Con cũng từng như vậy. Con từng nghĩ sẽ bị ba mẹ bỏ rơi. Nếu suốt ngày cứ núp dưới cái bóng của anh trai mình như vậy, con rất là sợ. Nên con đã nổi cơn tam bành. Mỗi lần giống như vậy,